Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là truyền nhân đời thứ 19 của danh y Tuệ Tĩnh, mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Tôi xin giới thiệu tiếp phần dược vật, tức là các dược liệu, trang 5 trong bài Nam Dược Quốc Âm Phú của ông Thánh Thuốc Nam Tuệ Tĩnh. Bạc, vàng, đất, nước, ngọc, đá, sắt, gang, tuyết diêm, yêu thay muối trắng, vân mẫu, tốt bấy vẩy trang. Trong y học, bạc được đưa vào băng vết thương và được sử dụng như một lớp phủ kháng sinh trong các thiết bị y tế. Băng vết thương có chứa bạc sulfadiazine hoặc bạc vật liệu nano, được sử dụng để điều trị nhiễm trùng bên ngoài. Bạc cũng được sử dụng trong một số ứng dụng y tế, chẳng hạn như là ống thông niệu, làm giảm nhiễm trùng đường tiết niệu, và ống thở nội khí quản của máy thở viêm phổi. Bạc ion, cái tắt là Ag cộng đấy, là hoạt tính sinh học và khi đủ nồng độ sẽ sẵn sàng giết chết hết vi khuẩn trong ống nghiệm. Bạc và bạc hạt nano được sử dụng như một kháng sinh trong một loạt các ngành công nghiệp, y tế và các ứng dụng khác. Một số muối vàng vẫn được sử dụng làm chất chống viêm trong y học để điều trị chứng viêm khớp và các loại bệnh tương tự khác. Đồng vị vàng 198 đấy, là bán giã 2,7 ngày, được dùng trong một số phương pháp điều trị ung thư để điều trị một số loại bệnh. Đất và nước là nơi phần lớn các loại rễ cây, vi sinh vật và các loại hình sự sống động vật khác cư trú. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong sự sinh trưởng của thực vật và các loại hình sự sống khác. Thần bí hơn, trong nhiều nền văn hóa người ta tin rằng một số loại ngọc, đá có khả năng chữa các bệnh nhất định. Bạn có thể đeo như đồ trang sức trên người hoặc để trong nhà để hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Chẳng hạn như là đá topaz xanh thì làm dịu các cơn đau liên quan đến viêm khớp và các chứng viêm khác. Loại đá thạch anh hồng hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh và tuần hoàn tốt bằng cách loại bỏ các tạp chất làm giảm huyết áp. Ngọc trai giúp hỗ trợ giấc ngủ bằng cách khôi phục sự cân bằng và nhịp điệu tự nhiên của cơ thể, cũng như làm giảm căng thẳng. Về mặt thể chất,
Ngọc chai được cho là có tác dụng giảm đầy hơi và giảm bớt các cơn đau khi sinh nở. Ngọc lưu ly được cho là có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm huyết áp và làm dịu các vùng viêm. Thạch anh là bậc thầy chữa bệnh của các loại đá quý. Nó làm sạch hệ thống miễn dịch và giải độc các cơ quan để thúc đẩy sự cân bằng bằng cách loại bỏ năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần, cảm xúc. Bảy tác dụng quan trọng của chất sắt gan đối với cơ thể. Sắt có vai trò quan trọng để tạo hồng cầu, giúp các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, cải thiện cơ bắp, tăng cường chức năng nhận thức. Sắt có vai trò quan trọng trong sự phát triển trí não ở trẻ, cải thiện tâm trạng, tăng cường hệ thống miễn dịch, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, duy trì năng lượng cho cơ thể. Có 3 loại muối. Mọi người thường hay thắc mắc là muối biển, gọi là tuyết diêm. Diêm là muối, mà tuyết là trắng như tuyết. Tuyết diêm, muối biển. Rồi muối mỏ và muối tinh, tất cả đều có nguồn gốc từ biển. Diêm dân làm ra muối nhờ phương pháp phơi nước, bốc hơi, gọi là muối biển. Sea salt. Biển ngày xưa là những đại dương cổ đại hay hồ nước mặn ở dưới lòng đất mà người ta dùng phương pháp mỏ, mining để khai thác muối. Muối này gọi chung là muối đá, còn muối mỏ đấy, rock salt. Còn muối tinh là muối tinh chế, refined salt, hay còn gọi là muối công nghiệp, do đã trải qua quá trình tẩy rửa, xử lý hoạt chất để nồng độ natri clor, người ta gọi là chloronatri đấy, nồng độ muối đấy, trong muối đạt tới 99,7 tới 99,9%. Người ta có thể sử dụng muối đá hoặc là muối mỏ đấy, hoặc muối biển khai thác được để làm muối tinh. Nói chung cứ được tẩy trắng, xử lý bằng hóa chất thì gọi là muối tinh. Nhưng chủ yếu vẫn là muối đá hoặc muối mỏ. Muối tinh chế được làm ra với mục đích chính là phục vụ trong công nghiệp, y tế, hóa học, vân vân. Các loại muối tinh cho thêm iốt để dùng làm muối ăn. Ngoài ra, chúng còn chứa chất chống dính, chống vón cục. Và dextrose là một chất từ đường bắp để ổn định iốt. Loại muối này có vị mặn chát, gắt và vô hồn. Khi nấu ăn với muối tinh, người ta phải cần đến các chất gia vị bột ngọt để làm món ăn ngon hơn. Muối biển ở các dạng muối thô, như hột, thành hột đấy, rồi xay mịn, các dạng hầm, rang, flake, flour, là muối không tinh chế, unrefined salt, không trải qua quá trình tẩy rửa hay xử lý bằng hóa chất nào. Muối biển chứa natri cloro ở nồng độ khoảng 30-35% và chứa rất nhiều loại khoáng chất như kali, magie, canxi, iốt tự nhiên. Do đó muối biển có vị mặn, dịu dàng, dễ chịu và còn giúp dậy mùi và vị
của các món ăn. Vì vậy, khi nấu ăn với muối biển, bạn không cần nêm nhiều bột ngọt, bột nêm, mà món ăn vẫn ngon như thường. Những nguyên liệu tốt cùng các gia vị tự nhiên cơ bản sẽ giúp bạn có bữa ăn an toàn, bổ dưỡng và ngon lành. Tùy vào nguồn gốc, vị trí địa lý, thổ nhưỡng mà muối biển ở các vùng khác nhau có màu sắc, mùi và vị khác nhau. Ví dụ, ở Pháp, muối biển có màu xám. Còn ở Việt Nam thì chủ yếu có màu trắng ngà. Nguyên nhân chủ yếu là do chất đất tạo nền khác nhau. Muối biển sản xuất trên nền xi măng theo lối công nghiệp cũng có mùi vị khác hơn muối sản xuất trên nền đất, vân vân. Với muối tuyết diêm là muối sạch làm trên nền đất đầm chật, trải bạt, trung thành với lối canh tác truyền thống lâu đời của ông cha ta. Câu chuyện lịch sử cho thấy tác dụng của muối đối với sức khỏe là hàng ngàn quân đội của Napoleon chết trong khi quân Pháp rút lui từ Moscow. Vết thương không được chữa lành và sức đề kháng kém. Mà nguyên nhân là do thiếu hụt muối. Nắng càng to, hạt muối càng mẩy, lấp lánh căng mình dưới ánh nắng chói chang mùa hè. Rồi theo những đôi quang cánh của diêm dân, muối len lỏi đến từng bếp nhà, muối hòa mình vào từng bữa cơm gia đình. Cụ thể, tác dụng của muối với sức khỏe là muối là nguồn cung cấp natri chủ yếu cho cơ thể. Natri giúp giữ cho tâm trí của bạn luôn hoạt động nhạy bén. Vì natri giúp tăng cường chức năng não, nên nó là một yếu tố rất cần thiết cho sự phát triển não bộ. Natri được cho là đóng một vai trò quan trọng đối với sự sống. Vì khoáng chất này duy trì huyết áp ổn định. Tuy nhiên, dư thừa natri có thể làm tăng huyết áp đáng kể và điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Natri kiểm soát mức chất lỏng cần thiết trong cơ thể. Lượng nước trong cơ thể cân bằng được là do tế bào liên tục trải qua một quá trình gọi là thẩm thấu. Chất lỏng có đặc tính khuếch tán qua một lớp màng từ vùng có nồng độ cao sang vùng có nồng độ thấp cho đến khi cả hai đạt đến trạng thái cân bằng. Natri giúp duy trì quá trình này diễn ra bình thường. Chuột rút là hiện tượng thường xảy ra do căng cơ, vận động sai tư thế hay do mất nước và mất cân bằng điện giải. Trong những tháng hè nóng bức, cơ thể mất nhiều muối và nước, dễ dẫn đến say nắng và chuột rút. Bổ sung nước là giải pháp để phòng ngừa say nắng, nhưng chỉ nước không đủ. Mà cần nước có muối, đường để bù nước và cân bằng điện giải cho cơ thể. Ăn ít muối chứ không nên kiêng hoàn toàn. Chế độ ăn ít muối là khi lượng thức ăn, nước uống trong 24 giờ đưa vào cơ thể có tổng lượng natri dưới 2000mg, tương đương khoảng một thìa cà phê, tức là 5 gram muối. Một thìa 5 gram muối có chứa khoảng 2000mg natri, tương đương với lượng muối nên dùng trong ngày với một người trưởng thành. Với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, lượng muối được khuyến cáo chỉ dưới 1,5 gram. Và với trẻ sơ sinh là dưới 0,3 gram. Lượng natri ăn vào tối thiểu
cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể được ước tính chỉ vào khoảng 200 đến 500 mg một ngày, tức là tương đương với 0,5 đến 1,25 gram muối. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh việc ăn mặn ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch. Nhưng bên cạnh đó, chế độ ăn quá nhạt cũng không tốt cho sức khỏe. Bởi nếu ăn quá ít muối, cơ thể cũng bị mệt mỏi, chán ăn, dẫn tới suy giảm các chức năng của các cơ quan trong cơ thể và suy giảm sức khỏe. Hàng ngày, lượng muối ăn đưa vào cơ thể nhiều hay ít phụ thuộc vào khẩu vị của từng người ăn mặn hay ăn nhạt. Ở người khỏe mạnh, gần như 100% natri ăn vào được hấp thu trong quá trình tiêu hóa và bài tiết qua nước tiểu là cơ chế cơ bản để duy trì cân bằng natri. Muối có trong thực phẩm. Trong khẩu phần ăn hàng ngày, lượng natri có hai nguồn gốc. Từ tự nhiên, có trong thực phẩm. Và chủ yếu từ việc bổ sung thêm muối và các gia vị mặn khi chế biến thức ăn, khi chấm thức ăn. Trong các thực phẩm tự nhiên, natri có sẵn với một lượng nhất định. Thường có nhiều ở thức ăn nguồn động vật như thủy hải sản, thịt, sữa và các sản phẩm của sữa. Trong 100 gram thực phẩm, lượng natri có như sau. Cua bể 316 mg, cua đồng 453 mg, tôm đồng 418 mg. Đối với sữa, hàm lượng natri cũng gần tương đương với thủy hải sản. Trong 100 gram sữa bò tươi chứa 380 mg, sữa bột toàn phần là 371 mg. Các loại thịt chứa lượng natri thấp hơn. Trong 100 gram thịt, lượng natri có như sau. Thịt gà ta 70 mg, thịt lợn 76 mg, thịt bò loại 1 83 mg. Thực phẩm tự nhiên có lượng natri thấp, chủ yếu là các loại trái cây và rau, nhưng là nguồn cung cấp lượng kali thì cao. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn và ăn ít rau quả thường có nhiều natri. Nguồn natri tiêu thụ hàng ngày chủ yếu là từ muối ăn. Các loại bột canh, nước mắm, nước chấm được thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm và quá trình chấm ăn trên bàn ăn. Lượng natri có trong muối và các gia vị khác cao hơn rất nhiều so với các thực phẩm tự nhiên. Lượng natri có trong 100 gram muối là 38.758 mg. Trong nước mắm là 7.720 mg. Và trong xì dầu là 5.637 mg. Thông thường 8 gram bột canh hoặc 11 gram hạt nêm hoặc 25 ml nước mắm hoặc 35 ml xì dầu có chứa lượng natri tương đương 5 gram muối. Muối với một số bệnh. 1. Chế độ ăn dự phòng và điều trị tăng huyết áp. Dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng trong dự phòng và điều trị tăng huyết áp. Có mối liên quan chặt chẽ tác động đến huyết áp động mạch qua nhiều khâu. Đặc biệt là lượng các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày như là natri, kali, canxi, tổng số chất béo và thành phần chất béo, tiêu thụ rượu, v.v. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những vùng dân cư có tỷ lệ tăng huyết áp thấp khi chế độ ăn hàng ngày nhiều rau xanh, hoa quả và
và cá. Một chế độ ăn điều trị liên quan đến giảm natri trong điều trị tăng huyết áp là chế độ ăn nhạt, nhiều rau xanh và hoa quả. Chế độ ăn này thì giàu kali, giàu vitamin, chất xơ, còn thấp natri và chất béo. Còn chế độ ăn không thêm muối đòi hỏi bệnh nhân không được bổ sung muối trong khi chế biến thực phẩm và không ăn muối tại bàn ăn. Ngoài ra, việc tiêu thụ những thực phẩm nhiều muối cũng nên hạn chế. Nguyên tắc của chế độ ăn là ít natri, dầu canxi, kali, magie, dầu vitamin và các chất vi lượng, dầu các chất chống oxy hóa, dầu chất xơ, giảm chất béo no, tăng chất béo không no, giảm chất kích thích. Hạn chế ăn muối, giảm mì chính. Một thìa 5 gram muối có chứa khoảng 2.000 mg natri, tương đương với lượng muối chỉ nên dùng trong ngày với một người trưởng thành bình thường không bị tăng huyết áp. Bỏ thói quen tiêu thụ thức ăn chứa nhiều muối như là cà muối, dưa muối, mắm tôm, mắm tép, thức ăn đóng hộp, v.v. Ăn nhiều rau xanh và hoa quả chín để có nhiều chất chống oxy hóa, nhiều kali. 2. Chế độ ăn cho người suy thận tùy theo giai đoạn của bệnh. Thức ăn nên hạn chế muối. Ăn nhạt nếu có phù. Mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 2 thìa nhỏ nước mắm. Ăn hạn chế đạm thực vật như đậu, đỗ, lạc, vừng. Tránh ăn nội tạng động vật, đồ nướng, đồ rán, thực phẩm dầu kali như là cam, chuối, nho, đào, chanh, bưởi, lạc, hạt điều, rẻ, hạt rẻ đấy, sô-cô-la. Và tránh ăn thực phẩm dầu phốt pho như là phô mát, cua, lòng đỏ trứng, thịt thú rừng, đậu đỗ, vân vân. Còn thức ăn được khuyến khích là các chất bột, khoai lang, khoai sọ, miến rong, chất đường như đường, mía, mật ong, hoa quả ngọt. Chất béo thì có thể ăn khoảng 30-40 gram ngày, ưu tiên chất béo thực vật. Bổ sung canxi như là sữa, bổ sung vitamin nhóm B, C, acid folic, v.v. Nước uống, lượng nước uống hàng ngày nên sử dụng 300-500 ml tùy theo mùa. Lượng nước tiểu hàng ngày, lượng dịch mất bất thường. Hạn chế đồ uống có ga, cồn như bia, rượu. 3. Chế độ ăn nhạt cho bệnh nhân suy tim. Trước hết cần lưu ý, 1 gram muối ăn chloronatri ấy, chứa 400 mg natri. Như vậy, một thìa cà phê muối có đến 2 gram natri. Trong khi đó, nhu cầu tối thiểu cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể chỉ khoảng 400 mg natri, tức 1 gram muối trong một ngày. Lượng natri này đã có trong bữa ăn đủ thịt, cá, rau, quả rồi. Nên nhớ mì chính, bột canh chứa nhiều natri dưới dạng natri glutamate, nên không dùng để chế biến thức ăn cho bệnh nhân suy tim. Chế độ ăn nhạt hoàn toàn, 200-300 mg natri một ngày một người. Lượng natri này đã có đủ trong thực phẩm của bữa ăn. Do đó, khi chế biến thực phẩm và khi ăn, hoàn toàn không dùng muối, mì chính, bột canh, nước mắm. Chọn thực phẩm ít natri như là gạo trắng, khoai củ, rau, quả ngọt, thịt, cá,
trứng ăn cả lòng trắng, không ăn sữa nguyên kem, đồ hộp, các thức ăn nướng, rán, xào, muối, ướp, bánh mì vì nó chứa nhiều muối. Chế độ ăn nhạt, 400 đến 700 mg natri một ngày một người, tức khoảng từ 1 đến 2 gram muối. Khi chế biến chỉ cần cho 1 gram muối ăn hoặc 1 thìa con nước mắm một ngày. Ngoài ra natri có trong thực phẩm khoảng 1 gram trong ngũ cốc, rau quả của khẩu phần đấy. Chọn thức ăn ít natri, bỏ các thức ăn chế biến sẵn, đồ hộp, sữa nguyên kem vì nhiều muối. Còn chế độ ăn nhạt vừa, 800 đến 1.200 mg natri một ngày một người, tương đương khoảng 2 đến 3 gram muối ăn một ngày. Thì cho 2 gram muối ăn một ngày đấy, hoặc 2 thìa cà phê nước mắm một ngày. Ngoài ra có khoảng gần 1 gram trong rau quả, thức ăn của khẩu phần. Không dùng thức ăn dầu muối như là bánh mì, sữa nguyên kem, phô mai, đồ hộp, thức ăn nướng, ướp sẵn. Ba chế độ ăn nhạt dùng cho bệnh nhân suy tim tùy theo triệu chứng lâm sàng của bệnh mà áp dụng và dựa theo đáp ứng của từng người bệnh để thay đổi từ chế độ này sang chế độ khác. Một số cách để hạn chế muối với chế độ ăn thông thường. Mỗi cá nhân và gia đình có thể giảm lượng muối ăn bằng những biện pháp rất đơn giản như sau. Không để nước mắm, nước tương và muối trên bàn ăn. Hạn chế lượng muối, bột canh, nước mắm cho vào thức ăn khi nấu nướng. Mức tối đa là không quá 1/5 thìa cà phê muối cho một bữa ăn của một người một ngày. Hạn chế thường xuyên sử dụng các sản phẩm có hàm lượng muối cao như khoai tây chiên, pizza, thực phẩm đóng hộp. Lựa chọn các sản phẩm có hàm lượng muối thấp khi mua thực phẩm chế biến sẵn. Đọc nhãn khi mua thực phẩm đã được chế biến sẵn để kiểm tra hàm lượng muối. Nên cho trẻ em ăn thực phẩm tự nhiên và kiểm soát chặt chẽ việc thêm các gia vị mặn. Ngày nay, không chỉ nước ta và các nước có nền y học cổ truyền ở khu vực châu Á Thái Bình Dương biết sử dụng cây cỏ làm thuốc, mà ở nhiều nước phát triển trên thế giới đang ngày càng có xu hướng quay lại với thảo dược để tận dụng các hoạt chất gần gũi với thiên nhiên, ít độc hại cho con người. Trong khi chúng ta đang sẵn có truyền thống và dồi dào nguồn dược liệu do thiên nhiên ban tặng, lẽ nào lại coi nhẹ ư? Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.